Đây là Suối Chầu. Lộc An, Lộc An. Lộc An, Suối Chầu. Ờ, tên tên chùa chùa gì con? Tịnh Đức. Tịnh Đức. Anh Minh chỗ này sao, nói nghe mấy câu coi. What is it? What is it here? Quá đẹp. How do you feel? How do you feel? Beautiful. Okay. Rồi, bây giờ quay xong mới chụp hình nha. Đó, Tịnh.